Hi everyone, welcome back to my channel. This is Daisy, and I'm making YouTube videos about using English as a second language for people like me and you. Trong những video gần đây thì bọn mình đã trao đổi rất là nhiều về speaking rồi. Thế ra ngày hôm nay mình muốn dành thời gian để chia sẻ với mọi người về writing qua một cái kỹ năng mà được xem là rất là quan trọng. Và cho dù bạn có đi làm, hay là đi học, hay là có đi thi IELTS chăng nữa thì rất có khả năng phải dùng cái kỹ năng này. Đó là kỹ năng viết emails. Nội dung của video ngày hôm nay sẽ cùng có 3 phần. Thứ nhất là làm cách nào để viết được một email bằng tiếng Anh thật là nhanh và thật là chuẩn. Thứ hai là một số những cái cụm từ ngắn gọn và hay ho trong tiếng Anh mà có thể dùng được cả cho email và cả cho speaking. Và cuối cùng là email sẽ góp ý hoặc là chỉ ra lỗi sai của một ai đó. Ok, bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu với việc viết một email thật nhanh và chuẩn nhé. Bản chất của email thì là một cái sự trao đổi thông tin một chiều. Nó khác với nói chuyện trực tiếp là bạn có thể trao đổi qua lại với người đối diện. Và nếu người đối diện có câu hỏi gì thì họ có thể hỏi lại ngay bạn ngay lúc đấy. Vì vậy nên là cái việc viết email nó trở nên khó khăn với một số người. Bởi vì họ không biết là viết bao nhiêu là đủ và biết như thế nào là mạch lạc. Và một số người còn không biết bắt đầu từ đâu nữa. Cách giải quyết mà mình thấy đơn giản nhất đấy là bạn hãy viết emails như là bạn tưởng tượng mình đang ở trong một cuộc trò chuyện. Bởi vì như vậy thì bạn có thể dễ dàng luyện viết một email hay và chuẩn qua việc học hỏi những cái cuộc đối thoại bằng tiếng Anh từ YouTube videos hay là phim ảnh hay là TV show. Dưới đây thì mình sẽ đưa ra một ví dụ nội dung emails từ một cái clip đối thoại trong văn phòng nhé. Hello Peter, what's happening? We have sort of a problem here. Yeah, you apparently didn't put one of the new cover sheets on your TPS reports. Oh, yeah. I'm sorry about that. I forgot. Yeah. You see, we're putting the cover sheets on all TPS reports now before they go out. Did you see the memo about this? Yeah, I have the memo right here. I just forgot. But it's not shipping out till tomorrow, so there's no problem. Yeah. If you could just go ahead and make sure you do that from now on, that would be great. And I'll go ahead and make sure you get another copy of that memo. Okay? I have the memo. I've got it. It's right. Hello, Phil. What's happening? Cái phần mà ông bác tóc xoăn khó tính trong clip đã nói đấy là đầu tiên greeting. Hello, Peter. What's happening? Sau đấy thì ông ấy đi vào cái issue. We have sort of a problem here. Và sau đó thì ông ấy nói về những cái details của cái issue đấy. Yeah, you apparently didn't put one of the new cover sheets on your TPS report. You see, we put the cover sheets on all TPS reports now before they go out. Did you see the memo about this? Và sau đấy thì ông ấy ông ấy một cái request. If you could just go ahead and make sure you could do that from now on, that would be great. Và phần closing. I'll go ahead and make sure you have another copy of that memo, okay? Bây giờ thì mình sẽ transform cái đoạn monologue của ông bác tóc xoăn khó tính này thành một cái email với lời lẽ lịch sự hơn một chút nhé. Hi Peter, I just want to remind you that you forgot to put one of the new cover sheets on your TPS reports. Recently, we start using cover sheets for all TPS reports, as noted in the memo. Please make sure you follow this requirement from now on. I can also help forward the memo to you in case you've lost your copy. Bess, your annoying coworker. Vừa rồi thì mọi người đã thấy một ví dụ từ một ông bác cũng khá là chanh chua. Bây giờ thì mời mọi người xem một ví dụ mà mình viết về một cuộc trò chuyện có thể xem là standard hơn nhé. Morning, how are you today? So far so good. What's up? A shipment from Amazon's delay. Oh, that's too bad. What are the details? It will arrive this Thursday instead of Tuesday, and we can only get the goods to customer by Monday next week. Gotcha. What can I do to help? Please help me inform our customers about this delay and the new ETA of their packages. And please CC me in the email as well. Will do. Thank you. Okay, bọn mình khi mà nghe đối thoại qua lại thì sẽ cảm thấy cái nguồn thông tin nó rất là tự nhiên và dễ tiếp thu hơn hẳn, đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ rút bỏ cái phần của bạn B đi, chỉ để lại phần của bạn A thôi. Thì cái email của bạn A sơ lược sẽ có những ý chính như thế này. Bây giờ thì mình sẽ touch up cái phần ý chính này một chút để nó phù hợp hơn với lại email format và văn viết nhé. Good morning, Ted. I have an update.
Our shipment from Amazon is delayed. It will arrive this Thursday, June the 18th, instead of Tuesday. And we can only get the goods to customer by Monday next week, June the 22nd. Please help me inform our customer about this delay and the new ETA of the packages. And please CC me in the email as well. Thank you. Best, Daisy. Bây giờ thì những bạn thích xem phim hoặc là thích xem YouTube videos thì hãy chú ý đến những cái đoạn hội thoại để có thể viết được một email thật chuẩn nhé. Email sẽ là văn viết, thành ra là cái ngôn ngữ nó sẽ hơi formal hơn một chút so với lại speaking. Nhưng mà khi mà bạn viết semi-formal emails cho những cái người đồng nghiệp cùng lứa tuổi này hoặc là quản lý trực tiếp mà rất là thân thiết với bạn thì bạn có thể dùng những cụm từ ngắn gọn hơn và ít trang trọng hơn một chút. Những cái cụm từ mà mình sắp chia sẻ dưới đây thì có thể dùng cho cả emails và cả speaking nữa. Thành ra nếu mà các bạn sử dụng quen thì sẽ có lợi gấp đôi đấy. Khi bạn yêu cầu được cập nhật một thông tin mới trong emails một cách tiêu chuẩn là include me in future emails on this matter hoặc là let me know when there's an update on this matter thì bạn có thể viết một cách rất là ngắn gọn là keep me in the loop, keep me posted, keep me updated. Khi bạn không chắc chắn lắm về một tình huống sắp xảy ra và bạn phải dùng từ ngữ khá là dài dòng để giải thích, ví dụ như là I'm not sure about the development of this situation. We have to be flexible according to how it will turn out to be. Bạn có thể viết một cách rất là ngắn gọn và dùng cụm từ play it by ear, có nghĩa là mình sẽ xử lý tùy theo cái trường hợp phải diễn ra như thế nào. Ví dụ, I can't tell you what to expect. We'll have to play it by ear. I'm not sure about my plan tomorrow. We'll have to play it by ear. Để đề nghị người đọc suy nghĩ thêm, dành thời gian suy nghĩ thêm một vấn đề nào đấy trước khi quyết định. Thay vì mình nói là you should spend some time to think about this. We will discuss again at a later time. Bạn có thể nói một cách rất là ngắn gọn là give this some thought and we can revisit later. Đối với những việc hoặc là những cái yêu cầu không quá gấp thì thường trong email họ hay viết là this matter or this request is not urgent. You can return to me at your convenience. Bạn có thể viết một cách casual hơn là there's no rush. Get back to me whenever convenient. Take your time. Whenever you're available is fine. Mình muốn nhân dịp chia sẻ về emails để trả lời một cái yêu cầu mà các bạn đã gửi về trong khảo sát. Đấy là làm cách nào để viết một cái email góp ý hoặc là chỉ ra những lỗi sai của đồng nghiệp. Câu trả lời của mình là đừng bao giờ viết email trong trường hợp này. Thay vào đó thì bạn nên gặp và nói chuyện, trao đổi trực tiếp với người đồng nghiệp. Có nhiều lý do khiến cho cái việc gặp mặt nói chuyện trực tiếp hiệu quả hơn hẳn so với viết emails. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất mà mình thấy đấy là khi mà nói về những cái vấn đề mà có liên quan đến cảm xúc ấy thì đối với bọn mình là người viết rất là khó để có thể diễn tả cảm xúc được qua văn viết. Và đối với người đọc ấy thì bởi vì nó liên quan đến cảm xúc mà nên là họ rất là dễ có thể misinterpret, tức là họ sẽ hiểu sai cái ý tốt của bạn. Nếu mà các bạn muốn nghe một cái minh họa cụ thể về việc một cái email góp ý bị misinterpret một cách kinh khủng như thế nào ấy thì các bạn có thể nghe một cái TED Talk rất là hài hước của cô Anastasia Penwright có tựa đề là 5 steps to remove yourself from drama at work. Mình sẽ để đường link ở trong description phía dưới cho bạn nào muốn xem nhé. Còn nếu mà phần góp ý của bạn khá dài và có thể là gồm một list những cái action point mà bạn muốn người đồng nghiệp của mình rút kinh nghiệm và làm theo thì phải làm như thế nào nhỉ? Mình thì mình nghĩ là vẫn nên gặp mặt và nói chuyện trực tiếp. Mà sau cái buổi gặp mặt đấy thì bạn có thể viết một cái email có cái nội dung là A summary of our 101 today. Và trong đấy thì bạn sẽ ghi lại những cái action point và nhấn mạnh là bạn và người kia đã đồng ý là sẽ áp dụng những cái action point này. Thậm chí là nếu người đồng nghiệp đấy là cấp dưới của bạn thì bạn còn có thể yêu cầu họ viết cái email tóm tắt này để bạn có thể double check là họ đã hiểu được tất cả các ý của bạn hay chưa. Thank you guys so much for watching this video. If you have any questions or any comments, please leave them below and I'll see you in my next video. Bye!